Tự nhiên có người lạ đến là chia cắt tình yêu đôi lứa hả?
Anh, thì bạn em trên Sài Gòn về mà. Anh bạn. Bạn hả? Ok. Phải không? Hello. Không, nói chơi vậy thôi, hiểu không? Ừ. Nhưng mà trong tình yêu là phải công bằng với nhau. Ờ. Tao không có cấm đứa nào hết trơn á. Đó. Hiểu không? Thì đó. Nhưng mà tao là anh họ của con Phụ. Ủa? Mày để tao làm trọng tài cái chuyện này. Hả? Phải tìm ra một thằng nào thông minh nhất thì nó mới nuôi mình về sau này được. Đúng. À ha. Bây giờ chịu không? Hai đứa chịu thi không? Tao cho thi nè. Chịu. Phải không? Chơi. Rành về cô đối không? Trời ơi, một bụng luôn á anh ơi. Phải không? Ừ. Chắc không? Thiệt má. Nhưng mà theo mùa đi. Theo mùa hả? Mày khoái nhất mùa gì? Mùa đông. Tại sao? Lạnh đã. Mày khoái mùa gì? Mùa hè. Tại sao? Nóng, ở mặc áo. Trời đâu má. Mày khoái đơn giản vậy hả? Rồi, mùa đông đúng không? Đây đó. Mùa hạ đúng không? Tao ra chủ đề mùa xuân. Sao lãng vậy trời? Tao đâu có khùng đâu mà tao theo ý thích của mày. Bọn mày phải theo tao, hiểu chưa? Ok. Bây giờ nè, Phụng đứng đó nghe rồi chọn coi đứa nào là làm chồng mình ha. Đó. Ai ra câu đối trước? Mày đi. Dạ. Mày ra câu đối trước. Ố bà. Cứ mỗi người ra một câu đối là trả lời một câu đối. Xuân nè, Xuân nè. Xuân. Tết tới không tiền vui chi Tết. Chị... Đó. À Xuân là Tết đó hả? Trả lời. Tết đến không tiền vui chi Tết. Xuân về chạy nợ đẹp gì Xuân. Trời ơi. Tới mày. Tết này em có lì xì. Rồi. Còn nó chỉ có bánh mì ăn thôi. Trời ơi. Bây giờ chỉ ăn bánh mì đó. Nhất xài tiền tỷ ai bì bằng tôi. Hay luôn. Mày nói láo không chớp mắt luôn á. Bây giờ trong người mày mà có 50.000 ba làm con đẻ mày luôn á. À. Bây giờ ra hai câu đi. Ừ. Ra hai câu. Ok. Mày trước đó. Em trước hả? Tao cho mày trước để công bằng mà. Ồ. Oh. Hai câu. Em trước đúng không? Rồi. Mùa xuân. Ừ. Mùa xuân. Ừ. Mùa xuân gì? Mùa xuân hoa nở tưng bừng. Rồi. Nhầm. Bây giờ là không nở tưng bừng thì thôi. Rồi xong rồi hả? Hai con. Tới mày. Mùa xuân hoa mai hoa đào nở. Đó. Hoa đào không nở thì xuân không về chứ. Thì bản sao mà em vậy? Dù gì nghiêng luôn á trời. Thôi giờ thi nữa đi. Thi cái gì nữa? Thi nữa cho nó ăn đi. À. Thi hát đi, hát đi. Đi hát một con. Nhưng mà trong bài hát á là bị cái thi là cái đầu của mày. Ừ. Phải là cái đức của nó. Chết. À không, cái đích của nó là cái đầu của mày. Không phải. À, có nghĩa là cái chữ sau cùng của bài hát à. Là mày phải bắt đầu từ cái chữ đó để ra cái bài của mày. Đó. Nhưng trong mỗi câu hát của đứa nào à. Đều phải có mặt 12 con giáp cho tao. Trời ơi, có gì luôn hả? Bất kỳ có con nào. Bây giờ anh muốn ai ca trước nè? Tao muốn mày ca trước. Trời ơi, em ca trước đúng không? Em ca trước đúng không? Ngựa hoa nào dâm đá đồng co nào xanh á lưng trời à. trời đêm dần tàn đó tôi tới sân ga đưa tiếng kèn chay đi về nhé. Ôi đâu hả? Qua cái con của mày đâu? À. Con trai mặt chất. Con trai nằm trong 12 con giáp hả mày? Gì không? Trời đêm dần tàn. Trời đêm dần dần con cầm. Hay ta. Trời ơi mẹ nó khôn độ sức. Tới mày. Về đúng không? Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ vàng rộn ràng chim. Con chọn nguyên video á. Lẹo ơi. Ta về tới đầu làng con dê nó quay út vàng rộn ràng con dê. Dê là con mùi. Con dê nào nó hót được không nổi chứ. Mày cũng ghê lắm. Nhưng bây giờ tao có quyết định rồi. Phụng nghe anh. Dạ. Lấy thằng cu vàng đi. Trời ơi. Em phải lấy một người gian manh như vậy thì mới có thể lo được cho em về sau này, hiểu không? Con mệt quá rồi. Lấy đi. Rồi cháu nhận. Lẹ. Trời ơi. Lẹ. Cháu nhận.
nhở? Không có đéo. Vâng. Trời ơi kênh. Phong, em nhớ đi, những lúc mà em ở trên Sài Gòn á, ở dưới này nè, ai chăm sóc cho ba má em? Rồi những lúc mà em đi về dưới này á, bác nhỏ chở đi ăn chè, uống nước, ăn chè, trái cây uống chết luôn nha. Trời. Em nhớ lại đi, em biết anh 10.000 từ Tết năm ngoái tới năm nay chưa trả anh có nhớ trời đâu. Trời ơi. Trời ơi. Em biết là anh thương em lắm không? Trên đời nó chưa thấy một người đàn ông nào như mày. Đó. Mày đi chơi với bạn gái mà có mấy ngàn mà cũng đòi. Hèn. Phụng có thiếu tao 100 đô tao có đòi đâu. Trời ơi. Nó nợ tao 5 trời rồi đó. Trời ơi, mất máu gì vậy trời? Thiếu dai như đĩa. Giờ mụ. Tránh ra đi, bòn anh quá. Nè, tôi nói cho anh biết nghe chưa? À, tại sao hồi lúc tôi với anh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, anh có gì sao không chịu nói đi? Tôi hỏi anh hoài à, anh không chịu nói. Rồi bây giờ có người đòi cầu hôn tôi á, thì anh ra sức ngăn cản làm sao? Tôi nói cho anh biết, anh Cu Vàng á là bạn của tôi chứ không phải là bạn trai của tôi vậy trơn á. Tôi nhờ người ta từ trên Sài Gòn về dưới đây nè để thử lòng anh, để coi con người anh là như thế nào. Nhưng mà tôi không ngờ anh hung dữ vậy á, rồi mới lấy tôi về anh quánh tôi á. Hay hả? Thôi bây giờ vậy nè, giúp nó thì giúp cho chót đi, dạ. Hiểu không? Ừ. Làm gì làm, còn mày á, thấy không? Đừng có ghen bậy ghen bạ, yêu không dám nói. Qua chỉ cho nó cách, giúp cho nó. Dạ. Mệt quá. Nè, đi qua bển nói tô let's get liền. Là gì trời ơi, bây giờ buổi này mà biết tiếng Anh, tô let's là cầu, kiss là hôn, tô let's get là cầu hôn. Không phải rồi. Trời ơi, tiếng Anh mày ghê quá à. Trời ơi, tiếng Anh mày ghê lắm luôn á. Trời. Mày nè, mày qua mày nói đi, nghe lời tao. Còn không là su gia, su gia là ai cô cô, mà su gia là du cô cô. Ủa là gì anh? Su gia là đường. Su gia ai cô cô có nghĩa là đường tôi đi, đường bạn bạn đi. Trời dùng cái tiếng Anh kìa. Trời. Thôi, mày đừng có nghe ổng. Mày qua nè, nói anh yêu em. Anh yêu em. Anh trời ơi mày gãi dữ vậy. Anh ơi, ơi, hãy anh nói với mày em luôn. Tao nói cho nha. Tao nói lẹ lắm luôn á. Đây. Cầm cái này qua cầu hôn liền nè. Ô, cái gì thế? Nhìn coi cái này là cái gì? À biết rồi. Cà gát. Trời ơi, 60 năm rồi mấy cái câu cà gát. Mày mấy tuổi là mày? Mày mấy tuổi là mấy năm? Mày sao như vậy đi hoài lúc đó nha. Dạy dạy nhỏ. Nè, đêm động phòng nha ma, nha mụn. Là em không bao giờ được. Bịt cái miệng thằng này lại. Để cho nó la lớn lên cả làng nghe hết. La gì vậy? Nó là ồ, cái gì đấy? Nè, cầm qua cầu hôn đi. Mệt mỏi. Thiệt đó. Tập. Trời ơi, nó cầu hôn mà nó hèn dễ sợ. Phụng ơi, từ bấy lâu nay anh đã làm khổ em nhiều rồi. Đó, bây giờ anh biết lỗi của anh rồi. Anh không làm khổ em nữa đâu. Ừ, đồng ý làm chồng anh nha. Trời ơi. Trời đất quỷ thần. Anh nói lại là qua. Đồng ý làm vợ anh nha em. Nói đi em. Yeah. Trời ơi, đã. Thấy người ta hạnh phúc mà em muốn vậy luôn đó. Xin nhớ thì cảm ơn mày tốt, yeah. Hiểu không? Trời ơi, em tốt chứ. Chỉ ngay chân, chân đầu đời. Gì vậy? Trời ơi, quên sẽ mãi mãi không rời xa. Chết mày, nó ngủ luôn rồi. Trời ơi, câu hôn mà nó còn. Ê, nó ngủ mà nó còn cười nữa. Cười nữa. Chắc nó nằm mơ. Chân nhân nghệ sĩ. Ồ, cái gì đấy? Mệt ghê luôn á. Tỉnh dậy nè. Tay trắng. Cái phụ Vũ Sam, Cô Vàng và Lê Quốc Nam xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Vô nha. Nhà hãy chuẩn bị. Cảm ơn một tràng hỗ tay cho danh hài Lê Quốc Nam, Mai Ca, Cua Bạc và Vũ Sam. Cua Bạc ơi đây, Cua Bạc.